Chào các bạn, hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn một vài cái kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng Excel. Có một câu hỏi đặt ra với mình như thế này là làm thế nào để tạo ra được một cái Dropbox trong Excel. Cái Dropbox là cái gì? Cái Dropbox là cái mà đây mình mô tả như này nhé. Ta ví dụ như là ở trong cái ô này chẳng hạn, mình muốn thả xuống nó hiện lên cái tên mà mình chọn trước định sẵn đấy. Mình có thể cho phép là nhập đúng cái tên này hoặc là không đúng cái tên này thì nó báo lỗi. Ví dụ như là trong trường hợp này là dữ liệu đầu vào bị sai, tức là không đúng với mình mong muốn thì báo lỗi. Còn có những loại mình có thể cấu hình cho nó là có thể đúng trong này hoặc có thể không đúng trong này. Nếu không đúng trong này thì chỉ gọi là cảnh báo chúng ta thôi. Thì cách làm như sau. Mục tiêu như này, tạo ra được, chúng ta muốn có một cái ô mà trải xuống, Dropbox trải xuống như này thì chúng ta phải có cái dữ liệu này trước. Đấy, đây giả sử mình làm mới từ đầu nhé, bên này chẳng hạn, ví dụ như mình có là bạn Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thị Lan chẳng hạn, Vũ Văn Lực chẳng hạn, Khổng Minh chẳng hạn, ví dụ thế. Khi mình có cái dữ liệu ban đầu này rồi thì bây giờ mình mới đi, mình đây là cơ sở dữ liệu nhé các bạn nhé, thì mình sẽ tạo ra một cái ô ở chỗ nào đấy. Ví dụ như trong list chỗ này, giả sử như chỗ này các bạn viết tiêu đề vào đây, nọ kia ở đây, chỗ này cũng là các cái dòng tiêu đề, ví dụ thế chẳng hạn. Cái ô này mình mong muốn cái ô này là cái ô, mấy cái ô này sẽ là ô được chọn chọn như thế chẳng hạn. Chúng ta có thể làm như sau, bấm vào cái ô này này, một ô hoặc là nhiều ô, nếu mà mình bấm nhiều ô như này thì tất cả các ô này sẽ có giá trị như nhau, có cùng công thức như nhau, giống như cái list mà mình đã chọn vừa nãy. Thì bấm vào đây nhé. Thế xong rồi vào trong phần data này, vào trong phần data validation này. Đấy, tức là check đúng sai mà. Data validation này. Vào đây. Thì ở trong cái phần setting này này, ví dụ mình đang đặt cho mấy cái ô này nhé. Thì trong cái vùng setting này, dữ liệu đầu vào nó bảo là any value, tức là bất kỳ một cái giá trị nào cũng nhập vào cũng được. Nhưng ở đây mình muốn mình để list. Khi mà để list thì cái ô này sẽ có một cái Dropbox. Đây, cái này chính là Dropbox đấy. Nhưng mà mình gọi là một có sẵn từ một list đây rồi. Thế cái nguồn mình lấy từ đây, source mình lấy từ đây, mình bôi cái nguồn này. Đấy, enter. Đấy, thì khi mình có cái source ở đây cố định là cái danh sách này rồi thì về sau nó sẽ hiện ở đây. Nếu như các bạn mà làm cái source này dài hơn, ví dụ như này, thì mấy cái phần dài hơn này nó cũng sẽ nằm ở trong đấy luôn. Đấy. Lấy một cái thôi. Đấy, ví dụ này chẳng hạn. Đấy. Thế còn ở đây nếu như mà bạn bắt buộc phải nhập dữ liệu thì ở đây bấm vào cái tích vào cái ignore blank. Tức là nếu như chọn trống ấy thì là lỗi, không được. Còn insert drop down, tức là nó sẽ trong cái drop down này. Nếu các bạn bỏ cái này đi chẳng hạn thì chúng ta được quyền chọn hoặc không. Đấy. Nếu ok này nhá thì ở đây nó có một cái dấu Dropbox trải xuống này. Bấm ô này thì không thấy gì, nhưng bấm vào ô này này. Đấy, mấy cái vùng này. Tất nhiên chúng ta không thể nhìn thấy là cái dữ liệu nó không có công thức mà. Nó không có công thức. Nên chúng ta bấm chọn ở đây. Đấy, ví dụ như ở đây chúng ta chọn Nguyễn Tuấn Anh nhỉ. Đấy, thì nó sẽ chui ra đây. Thế ở đây ví dụ chọn Vũ Ôn Lực thì ở đây chui ra đây. Tất nhiên ở đây bạn, ở đây có hai cái ô trống lúc nãy chúng ta kéo ở đây này. Khi chúng ta bấm vào đây thì nó cũng vẫn có giá trị. Vẫn có giá trị thật đấy. Thì bây giờ mình bấm vào đây nhé, nó sẽ nhảy đến đây. Mình chọn này, A, B, C gì đó. Enter. Thế bây giờ mình cho vào đây nó sẽ có cái giá trị A, B, C không này. Đấy. Nhưng tất nhiên là khi mình chọn, ví dụ ông này ông Khổng Minh ạ. Thì mình sửa ông Khổng Minh thành Khổng Tử chẳng hạn. Khổng Tử, ví dụ đấy chẳng hạn. Thì cái ô này khi nào mình chọn lại thì nó mới cập nhật giá trị, còn nếu không thì nó vẫn giữ nguyên. Đấy.
thì mình chọn vào đây thì không còn ông Khổng Minh nữa mà chỉ còn ông Khổng Tử. Đấy, nếu mình chọn, muốn chọn lại. Đấy thì cái này rất tiện trong cái việc mà mình quản lý cái giao việc mà cái số lượng người nó nhiều, cái tên cần mình thường phải gõ đi gõ lại hoặc là copy đi copy lại như thế rất là phiền, mình làm này rất là tiện. Đấy. Thì cái mục của mình là theo từng bài một từng cái câu hỏi của các bạn gửi cho mình ấy, thì nếu các bạn muốn biết thêm cái mẹo gì nữa, muốn làm cái gì đó cảm thấy khó khăn trong bất kỳ cái vấn đề gì đó liên quan đến việc văn phòng thì bạn có thể post cái câu hỏi của các bạn ở ngay trong cái phần Facebook mà các bạn xem được cái ở cái chỗ này, hoặc là YouTube hoặc là Facebook cũng đều được hết. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.